Nhận định, dự đoán Than Quảng Ninh với Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai được dự báo có chuyến làm khách khó khăn trước Than Quảng Ninh tại vòng 15 V-League. Vì vậy, đội bóng của Bầu Đức càng chờ đợi sân trường chứng tỏ tài năng. Cập nhật đội hình thi đấu, thông tin trước trận đấu, link trực tiếp ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Ở vòng 14 diễn ra cuối tuần trước, dù hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng Quảng Ninh đã bị Sài Gòn FC cầm hòa 2-2. Kết quả trên một lần nữa cho thấy, nếu muốn tìm kiếm một thứ hạng cao tại V-League 2019, điều cần làm ngay với thầy trò Phan Thanh Hùng là duy trì sự tập trung cao ở những thời khắc quyết định, đồng thời cải thiện chất lượng hàng phòng ngự. Ở vòng 15 này, Quảng Ninh được về lại sân nhà để tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Dù không được đánh giá cao, nhưng Hoàng Anh Gia Lai lại là đối thủ khó chịu của Quảng Ninh. Cách đây 2 tuần, chính Hoàng Anh Gia Lai đã loại Quảng Ninh tại cúp quốc gia. Trước đó, Tuấn Anh và đồng đội cũng đánh bại thầy trò Phan Thanh Hùng 3-2 sau màn đôi công quyết liệt ở lượt đi V-League. Song nói như vậy không có nghĩa Quảng Ninh không thể giữ lại 3 điểm. Đây là thời điểm Hoàng Anh Gia Lai đang gặp trục trặc về mặt phong độ. Kể từ sau cúp Khải Hoàn 3-0 trước Viettel hôm 12 tháng 5, Hoàng Anh Gia Lai bất khả thắng, 3 trong số đó là thất bại. Thậm chí, cuối tuần trước họ còn thua sốc đội đứng áp chót bảng xếp hạng Quảng Nam 2-3 ngay trên sân nhà. Bên cạnh đó, sân khách chưa bao giờ là điểm mạnh của Hoàng Anh Gia Lai. Đơn cử như 7 trận vừa qua họ chỉ một lần ca khúc Khải Hoàn, còn lại hòa 2, thua 4. Trong khi đó, sân nhà đang là điểm tựa vững chắc cho Quảng Ninh, mà việc bỏ túi 12 trên 15 điểm ở 5 trận gần đây tại V-League là minh chứng, nên đặt niềm tin vào phe chủ nhà. Dự đoán tỷ số 2-1 cho Than Quảng Ninh.